không phải cuốc, cũng chẳng phải con trâu hay cái cày, hành trang theo những người nông dân nơi đây đi làm thật đặc biệt. Tôi tên là Lê Thị Bình, tôi làm nghề nhiếp ảnh của bến đò Tam Cốc. Đến đây đã gần 20 năm rồi. Tôi tên là Lê Hồng Hà, tôi làm thợ chụp ảnh ở Tam Cốc này hơn 20 năm rồi. Tôi là Hoàng Thị Vân, làm nhiếp ảnh 15 năm nay ở Tam Cốc rồi. Bye bye! Du lịch phát triển ở Tam Cốc, nhờ thế những người nông dân có thêm nghề tay trái, nâng cao thu nhập. Trong đó có nghề chụp ảnh trên sông. Hiện tại thì ở đây có khoảng 60 thợ ảnh. Tất cả những cái thợ ảnh này là đều là những người nông dân. Có thể là đến mùa đi cấy ấy, thì người ta vẫn đi cấy. Sau khi đi cấy xong rồi người ta về người tiếp tục làm thợ ảnh. Người ta cũng được đào tạo thông qua cái lớp bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng về chụp ảnh. Ở dưới nước trong trành, ngồi cân bằng trên thuyền đã khó. Ấy vậy mà những nhiếp ảnh gia nông dân ở Tam Cốc vẫn có thể phối hợp hài hòa, nhuần nhuyễn. Giữa chân cua mái chèo, miệng hướng dẫn, bàn tay thì liên tục nháy để bắt khoảnh khắc đẹp cho du khách. Hello, s'il vous plaît, regardez la photo. Là montagne jolie, không có la photo. C'est un dollar pour une photo. Ok. Đấy, ý là ta không mời, không đồng ý để ta lại xếp lốt vào lần lượt, đến lượt của mình. Ví dụ mà tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Thái thì ta cũng học bập bõm để ta tiếp xúc với khách ạ. Giờ khách du lịch đi thì là mỗi người cầm một cái điện thoại. Ngày xưa chụp 10 thì bây giờ chỉ khoảng chụp 1-2 thôi. Thì tôi ta đã sắm một cái thuyền, sắm một cái máy thì tôi ta cứ phải yêu nghề vậy thôi. Làm việc từ 7 giờ đến khi vị khách cuối cùng kết thúc hành trình. Những bức ảnh hôm ít hôm nhiều, thế nhưng họ vẫn say mê với công việc bởi chính họ là những người đang gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp quê hương. すごい綺麗に撮ってもらって、すごい嬉しいです。すごい一生の思い出です。ありがとうございます。